11:30 tối, tôi tan làm, đi thang máy về nhà. Điện thoại đột nhiên hiện lên một tin tức. Tôi nhanh chóng bấm vào đọc, lúc 12 giờ đêm ngày mồng 1 tháng 7 năm 2024. Trên tầng 25 vườn Thường Châu xảy ra một vụ án đột nhập nhà giết người. Gia đình 4 người không ai sống sót. Tôi chợt sững sờ, bởi vì hôm nay đúng là ngày mồng 1 tháng 7 năm 2024. Tầng 25 của vườn Thường Châu chỉ cách nhà chúng tôi ở một nhà, và nhà chúng tôi chỉ có 4 người. Sau khi tôi xem xong thông tin càng xem càng thấy không ổn. Bởi vì thời gian xảy ra vụ án là 12 giờ đêm. Nếu là nửa tiếng sau, làm sao truyền thông có thể đưa tin về chuyện xảy ra trong tương lai? Tôi lập tức mở nhóm chat gia đình. Bố mẹ và em trai tôi rõ ràng vẫn đang tích cực trò chuyện trong nhóm. Thỉnh thoảng còn thúc giục tôi nhanh chóng về nhà. Mọi người đều vẫn sống. Hơn nữa gia đình chúng tôi bình thường cũng không bao giờ gây rắc rối. Làm sao có thể đột nhiên gặp phải chuyện này? Tôi đã làm mới trang tin tức một lần nữa. Quả nhiên tin tức đó đã biến mất rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc là mấy ngày nay tăng ca quá mệt mỏi. Xuất hiện ảo giác. Giây tiếp theo, cửa thang máy mở ra. Ngoài cửa tối đen như mực, không một bóng người. Mắt tôi vô thức nhìn về phía góc trên bên phải, số tầng của thang máy. Trong lòng run rẩy, tôi vào thang máy tầng 1 của nhà để xe. Và ở giữa, thang máy đã chạy ít nhất mấy chục giây. Sao có thể vẫn còn ở tầng 1? Tôi căng thẳng nuốt nước miếng, điên cuồng nhấn nút đóng cửa thang máy. Nhưng cửa thang máy không đóng được. Giống như là có người cố ý ở ngoài cửa, nhấn và giữ nút thang máy, không để cửa thang máy đóng lại. Tôi lấy can đảm hỏi, ai ở bên ngoài thế? Không ai trả lời. Đang chuẩn bị đi ra ngoài xem thì bên ngoài có một tiếng va chạm nặng nề. Không giống như tiếng bình nước rơi xuống đất. Nó giống như một âm thanh đập vào cơ thể. Cả người tôi nổi hết da gà. Bên ngoài thật sự có người. Tôi để cơ thể mình sát vào bên trong thang máy, buộc bản thân bình tĩnh lại. Người bên ngoài dường như muốn dụ dỗ tôi ra ngoài. Đầu tiên là cố ý trốn ở cửa, tiếp tục nhấn và giữ phím mở cửa. Sau đó lại bình tĩnh, không tùy tiện trả lời các câu hỏi của người bên trong, giả vờ như bên ngoài không có ai. Còn người trong thang máy không thể nghe thấy phản hồi từ bên ngoài, sẽ vô thức ra ngoài kiểm tra tình hình. Vậy tại sao nhất định phải dụ dẫn người ta ra? Tôi nhìn lên camera phía trên thang máy. Người bên ngoài có phải sợ bị camera thấy không? Nói cách khác, tôi chỉ cần ở trong thang máy, tạm thời là an toàn. Nghĩ đến chuyện này tôi càng sợ hơn. Cửa thang máy vẫn mở. Tin tức trong nhóm gia đình vẫn liên tục xuất hiện. Mẹ tôi vội vàng hỏi tôi vì sao vẫn chưa về đến nhà. Nhưng ngay sau đó, cửa thang máy đột nhiên khép lại. Trong cơn hoảng loạn, tôi dường như nhìn thấy bên ngoài lấp lánh bóng của một tòa nhà cao tầng. Có điều gì đó nói với tôi tối nay sẽ xảy ra chuyện. Tận dụng quá trình đi lên của thang máy, tôi nhanh chóng nhắn lại cho mẹ tôi. Nói với mẹ là ngoại trừ tôi, ai gõ cửa cũng đừng mở. Tôi nhìn lại thời gian là 11:45. Bầu không khí kỳ lạ này buộc tôi phải nhớ lại tin tức ban nãy tôi đọc. Cho dù thế nào, tôi không thể ở trong thang máy kỳ quái này nữa. Tôi muốn về nhà an toàn. Tinh tinh, cửa thang máy lại mở rồi. Tôi cầm theo túi sách chạy ra ngoài. Trước khi ra ngoài, ma xui quỷ khiến, tôi nhìn sang trên bên trái. Trong nháy mắt sợ hãi đứng yên tại chỗ. Thang máy lại dừng ở tầng 1. Thang máy rõ ràng đang đi lên trên. Tôi có thể cảm thấy thang máy đang di chuyển. Sao lại quay lại tầng 1? Bên ngoài vẫn tối đen. Đột nhiên bên ngoài thang máy vang lên tiếng bước chân từ xa. Người bên ngoài đi rất chậm. Tiếng bước chân dồn dập, giống như chân trước đang kéo chân sau đi vậy. Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại. Một đôi chân đi giày vải dừng lại ở thang máy. Tôi ngước mắt lên, thấy một bà cụ nhìn rất đau khổ. Tôi bị khuôn mặt già nua đột nhiên xuất hiện trong đêm tối này làm sợ kinh hãi. Là bà Vương. Tôi vô thức muốn nói xin chào, nhưng chưa đợi tôi nói, bà Vương liền vô cảm trực tiếp đi vào thang máy. Nhìn cũng không nhìn tôi một cái. Lúc này cửa thang máy từ từ đóng lại. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ tình trạng hiện tại của bà Vương. Mặt bà ấy lạnh lắm, cúi đầu nhìn xuống đất, toàn thân ướt đẫm. Tôi lập tức cảm thấy cả người nổi da gà. Không khí xung quanh dần dần lạnh đi.
Tôi cảm thấy sợ hãi, càng nghĩ càng không đúng. Bởi vì bình thường bà Vương là một người nói nhiều, nhìn thấy ai cũng có thể cười hì hì nói chuyện không ngừng. Nhưng hôm nay bà ấy giống như là thành một người khác vậy. Tôi siết chặt lòng bàn tay, lòng bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi. Người bên cạnh yên tĩnh một cách thật sự rất kỳ lạ, thậm chí không thể nghe thấy tiếng thở của bà ấy. Thời gian lần này hình như trôi qua rất nhanh. Tầng 25 sắp đến rồi. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài cuối cùng không còn là đại sảnh tầng 1 phía trước nữa. Nhìn hành lang quen thuộc, tôi cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Tôi nhanh chóng đưa chân ra ngoài. Ngay sau đó, bàn tay lạnh lẽo của bà Vương nắm lấy cổ tay tôi. Bà Vương mở lời nói, nha đầu, cô không thể ra ngoài. Tôi sợ hãi mất hồn, vô thức muốn chạy ra, nhưng lại phát hiện sức mạnh của bàn tay kia rất lớn. Cho dù tôi có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thoát được. Mong muốn sống sót lớn lao khiến tôi tạm thời quên đi nỗi sợ hãi. Tôi cắn chặt răng và cố gắng hết sức để đi ra ngoài. Ngay khi ngón chân trái của tôi chạm vào mặt đất bên ngoài thang máy, lực trên cổ tay đột nhiên biến mất. Quán tính khiến toàn bộ cơ thể tôi lao về phía trước, ngã xuống đất. Nhìn thấy bên trong thang máy đã trống không, bà Vương đã mất tích đâu rồi. Chỉ còn lại một vũng nước ở giữa. Tôi kinh động run rẩy. Tôi không quan tâm đến cơ thể đang run rẩy. Chẳng lẽ vừa rồi là tôi xuất hiện ảo giác? Nhưng giây tiếp theo, giọng nói bà ấy đột nhiên lại xuất hiện ở bên phải người tôi. Âm thanh rất gần tôi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được cảm giác cơ thể ướt đẫm của bà ấy trên làn da của tôi. Cảm nhận được hơi thở của bà ấy thở vào tai tôi. Cô gái, cô không thể ra ngoài. Cô gái, cô không thể ra ngoài. Tôi sợ hãi vô cùng. Tôi không biết bà ấy ra khỏi thang máy khi nào, càng không biết bà ấy đứng bên cạnh tôi khi nào. Tôi chỉ có thể điên cùng chạy về phía cửa nhà. Giọng nói bên cạnh cũng chạy về phía trước theo tôi. Tiếng hét ngày càng rõ, càng lúc càng to. Khoảnh khắc cuối cùng sẵn sàng mở cửa, tiếng động bên tai cũng biến mất. Tôi thở dài nhẹ nhõm, bước vào phòng khách, theo thói quen chạy về phòng mẹ tôi. Mẹ, mẹ biết người dọn dẹp vệ sinh ở tầng trên cùng không? Tôi chưa nói xong, khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, tôi không nói được nữa. Cả phòng khách đỏ rực, thi thể của bố mẹ và em trai tôi nằm trên mặt đất. Toàn thân đều là vết thương bị dao chém. Nhãn cầu của ba người hướng ra ngoài nhô ra độ cong bất thường, như thể là vừa trải qua một cú sốc lớn. Tôi bịt miệng không dám lên tiếng, bởi vì lúc này tôi sợ đến mức không nói nên lời. Tôi không thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng nữa, quay người và chạy. Chưa đợi tôi di chuyển vài bước, giây tiếp theo, một bàn tay to phía sau đột nhiên kéo tôi lại. Một lực lượng khổng lồ nào đó giữ chặt tôi. Tôi ngã xuống đất không kiểm soát được, phổi như bị đè lên, không thở được. Cách đó vài mét, không biết từ khi nào cửa đã mở. Cái bóng già nua kia đứng ở cửa. Tôi không nhìn rõ mặt, chỉ nghe rõ giọng nói lạnh lùng và kỳ lạ của tên đó. Không phải tôi đã nói với cô là đừng ra ngoài sao? Cô thật không nghe lời. Bà ấy cười càng lúc càng lớn, bước chân bước tiến lại gần tôi. Khi chuẩn bị mất ý thức, tôi nhìn thấy kim đồng hồ trên tường. Nó chỉ đúng 12 giờ đêm. Chờ tôi mở mắt ra, cơn đau nghẹt thở ở xương sườn đã biến mất. Tôi lại thấy mình đang đứng trong thang máy. Điện thoại cũng lúc này hiện lên một tin tức. 12 giờ đêm ngày 1 tháng 7, trên tầng 25 vườn Thường Châu xảy ra một vụ án đột nhập nhà giết người. Gia đình 4 người không ai sống sót. Một ngọn đèn trong lòng. Chợt nhìn thời gian, bây giờ là 11:30. Giống lần cuối cùng tôi xem tin tức này. Có nghĩa là tôi đã sống lại từ nửa giờ trước. Khi tôi vừa đi thang máy về nhà, tôi ngẩng đầu lên. Tầng thang máy hiển thị ở tầng 15. Toàn bộ thang máy chỉ có nút tầng 25 tôi nhấn là sáng. Nhưng lúc này thang máy lại không ngừng đi xuống. Tim tôi đập thình thịch. Hóa ra đó không phải là ảo giác. Thang máy này chắc chắn có vấn đề. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ tôi. Ngay khi điện thoại được kết nối, nghe giọng nói quen thuộc của mẹ, trong lòng tôi mới yên tâm hơn một chút. Tôi hạ giọng, cố gắng làm cho giọng nói nghe bình thường.
Dùng giọng nói địa phương của quê mình, nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ, mẹ nghe những gì con nói tiếp theo có thể rất lạ, nhưng mẹ phải tin con, và nhất định phải làm theo lời con nói. Không đợi mẹ trả lời, tôi nói nhanh hơn. Có một tên buôn người vào tòa nhà của chúng ta, chuyên cướp con nhà người khác. Bây giờ kẻ buôn người này, bây giờ rất có thể đã vào nhà chúng ta rồi, trốn ở một vị trí nào đó. Hơn nữa tên buôn người này còn mua người quen trong tòa nhà, bà Vương. Những gì mẹ phải làm bây giờ, bật tất cả đèn trong nhà lên. Sau đó đưa bố và em trai cùng nhau chờ trong phòng khách. Hãy nhớ như thường lệ, nên nói nên cười. Nói xong tôi lập tức cúp điện thoại. Lúc này thang máy đã đến tầng 10. Tôi không chút do dự, đi xuống lối đi an toàn. Cầu thang không có camera giám sát, mà tầng 10 cách tầng 1 và tầng 20 làm rất xa. Họ không có thời gian để tìm tôi. Tôi dừng ở tầng 8, trốn trong phòng tạp hóa ở cuối hành lang. Ngay lúc này, bỗng nhiên phát hiện vừa rồi sau khi mẹ tôi cúp điện thoại xong, đã gửi cho tôi một tin nhắn. Con gái, mẹ vừa rồi không dám nói với con qua điện thoại. Con nói bà Vương tòa nhà chúng ta là đồng phạm của bọn buôn người, nhưng bà Vương mấy ngày trước đã qua đời rồi. Sau khi đọc tin nhắn này, toàn thân tôi lập tức giống như rơi vào hang băng, ngay cả ngón chân cũng lạnh. Bà Vương đã chết, nhưng người mà tôi nhìn thấy, nghĩ đến đây, tôi đơ cả người. Thời gian trên đồng hồ đã đến 11 giờ 45 rồi, còn 15 phút nữa là đến 12 giờ. Tôi không dám trì hoãn thêm nữa, đứng lên thì phải lao ra ngoài. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân, cùng với một hoặc hai tiếng ho. Tôi ngồi xổm tại chỗ, tim như sắp nhảy ra ngoài. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tôi cắn chặt môi, đừng để bản thân phát ra âm thanh. Mặc dù tôi cố gắng hết sức để buộc bản thân không suy nghĩ lung tung, có lẽ đó chỉ là tiếng người dân trong tòa nhà đi lại thôi. Tôi ghé sát lại gần cửa, muốn quan sát tình hình bên ngoài qua mắt mèo. Vừa đến gần mắt mèo, tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Tôi đưa mắt vào mắt mèo và nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực. Tôi nhìn xuống khe cửa. Ánh sáng phát ra từ đèn ở hành lang bên ngoài đang hiện bóng lớn qua khe cửa. Mà từ mắt mèo, bên ngoài chìm ngập trong bóng tối. Tôi hơi sửng sốt, lùi lại một bước. Ngoài cửa, phủ vang lên một tiếng cười ghê sợ. Sau đó lại là giọng nói quen thuộc truyền qua cánh cửa. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi. Tiếng gõ cửa vang lên từ cửa, cùng với giọng nói già nua, chói tai đó. Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh, toàn bộ cánh cửa gần như sắp bị phá. Nhớ lại tin nhắn mẹ tôi gửi cho tôi, bà Vương đã chết từ lâu rồi. Tôi không thể bình tĩnh được nữa, chạy nhanh về phía ban công. Bà Vương, bà ấy thật sự là ma. Vậy tại sao bà ấy lại gõ cửa được? Còn đi thang máy nữa, sao không đi xuyên tường để rớt chết tôi? Không phải trên TV đều như vậy sao? Tiếng đập cửa vẫn vang lên. Cửa phòng tiện ích này là cửa gỗ chưa được sửa lại. Khóa cửa đã bị hỏng từ lâu, không thể chịu được lâu. Nhìn thấy khóa cửa sắp bị đập vỡ, hộ gia đình 802 bên cạnh, anh ta hạ giọng nói với tôi, mau vào trong đi, nếu không vào thì sẽ chết. Tôi không hề do dự, đi thẳng vào. Khi vào phòng 802, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Những lời cảm ơn của tôi vẫn chưa kịp nói ra, anh ta đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Tôi có thể đoán được cô đang làm gì, nhưng cô làm như vậy không có ích gì, không cứu được người nhà của cô. Bọn giết người chỉ là đao phủ của bà Vương thôi. Tôi bị sốc. Làm sao anh biết nhà chúng tôi có bọn giết người? Buổi tối khi đang ở nhà xem phim, đột nhiên mất điện. Thế là tôi gửi tin nhắn hỏi người hàng xóm đối diện. Ngay sau đó hàng xóm nói với tôi nhà họ cũng bị mất điện, bảo tôi với anh ta đi tìm ban quản lý. Tôi không ngần ngại đồng ý. Không ngờ vừa đi đến cửa, trên điện thoại lại hiển thị tự động kết nối với wifi của nhà hàng xóm. Không có điện lấy đâu ra mạng. Nhờ đến những tin tức gần đây, tôi dứt khoát từ bỏ hành động mở cửa. Nội dung tin tức là người phụ nữ sống một mình vì nửa đêm mất điện khi kiểm tra cầu giao điện bên ngoài cửa, bị sát hại bởi tên sát nhân đã phục kích sẵn bên ngoài. Hàng xóm của tôi có hợp tác với tên sát nhân không? Muốn lừa tôi ra khỏi cửa, nhưng tôi lại nhanh chóng bác bỏ suy đoán của mình.
Hàng xóm đối diện nhà tôi là một người đàn ông trẻ tuổi, là một nhà từ thiện có tiếng chỗ chúng tôi. Một người tốt bụng như vậy làm sao có thể hại tôi? Không chừng nhà bọn họ vừa mới có điện, là tôi tự nghĩ nhiều rồi. Để an toàn, tôi lại gửi một tin nhắn cho người hàng xóm. Bây giờ nhà anh có điện rồi sao? Hàng xóm nhanh chóng trả lời tôi, không có. Tôi ra ngoài rồi, đang trước cửa nhà cô. Tôi lập tức đóng băng. Chắc chắn anh ta đang nói dối, nhưng tại sao chứ? Bất luận thế nào, tôi quyết định tối nay tuyệt đối không ra ngoài. Vì vậy tôi lại gửi một tin nhắn, xin lỗi. Bụng tôi đột nhiên hơi khó chịu, nên không đi với anh đi tìm ban quản lý nữa. Lần này anh ta không trả lời tôi, thế là tôi vào phòng khách. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động lạ vang lên, tôi vội vàng tìm một chỗ để trốn. Động tĩnh càng ngày càng lớn, sau đó liền nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống. Mắt mèo bị người ta dùng lực phá hỏng rồi, tôi nhanh chóng trốn đi. Tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn qua một lượt nhà tôi thông qua mắt mèo. Chính ngay lúc này, điện thoại có tin nhắn đến, tôi nhìn là tin nhắn của hàng xóm. Tôi vừa xuống tìm ban quản lý rồi, bọn họ mang dụng cụ đang trên đường qua đây. Thật tốt quá. Chỉ cần là ban quản lý đến, người bên ngoài cửa chắc chắn bị dọa bỏ đi. Không đúng, hình như có chỗ nào đó không đúng. Vì vậy tôi đã xem lịch sử trò chuyện. Từ lúc tôi gửi tin nhắn đến khi hàng xóm tìm thấy ban quản lý mới chỉ có 2 phút ngắn ngủi. Tòa nhà chúng tôi không có thang máy. Chúng tôi sống ở tầng 5, chỉ trong thời gian 2 phút ngắn ngủi. Anh ta căn bản không thể làm được chuyện này. Nghĩ đến đây, tôi run rẩy soạn một tin nhắn báo cảnh sát. Nhưng bất luận thế nào tôi cũng không gửi được. Ngay cả Wi-Fi vừa được kết nối cũng không gửi được. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ có người đã dùng thiết bị chặn tín hiệu? Nhưng bình thường mà nói, bộ chặn tín hiệu không thể chặn dịch vụ báo cảnh sát, trừ khi nó bị sửa đổi bất hợp pháp. Sau đó, tôi nín thở, rón rén đi về phía phòng ngủ. Đi được nửa đường, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa vang lên. Tôi tưởng người ngoài cửa thấy không mở được cửa muốn bỏ đi, còn chưa đợi tôi thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy một tiếng đập mạnh cửa vang lên. Lập tức nỗi sợ hãi dâng đến tận óc. Tôi không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng trở về phòng ngủ. Sau khi khóa cửa lại, tôi căng thẳng đến mức thở hổn hển. Trong một đêm tĩnh lặng này, trong tòa nhà vang lên tiếng phá cửa. Làm sao đây? Cửa phòng ngủ và cửa chính của nhà tôi đều là cửa gỗ thông thường, căn bản không thể chặn được lâu. Làm sao đây? Diệp Linh, mày phải bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ có cách. Nơi tôi sống là một khu chung cư mới xây xong. Tỷ lệ người đến ở chưa đến 20%, mà tòa nhà tôi sống chỉ có 4 hộ gia đình. Một nhà đối diện với tôi, một nhà khác ở ngay bên dưới tôi. Tôi không thể nhờ bất cứ ai cứu giúp. Bây giờ là nghỉ hè, đều đi du lịch hết rồi. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ván gỗ vỡ toang. Người ngoài cửa vào trong rồi. Tiếng bước chân nặng nề từng bước tiến về phía tôi. Tôi tuyệt vọng nhìn ra bên ngoài phòng ngủ. Đúng rồi, ban công. Ban công phòng ngủ cách ban công phòng bên cạnh không xa lắm. Nghĩ tới đây tôi lập tức đứng dậy. Vì quá căng thẳng, tôi lại bị ngã. Sau khi nghe thấy tiếng động, người bước vào nhanh chóng xác định được vị trí của tôi. Chỉ đập có 2 cái, cửa phòng ngủ liền xuất hiện vết nứt rất lớn. Tôi cố hết sức chạy ra bên ngoài ban công. Cái đập thứ 3, cửa phòng ngủ bị đập vỡ ra một cái lỗ lớn. Người đàn ông hét lên dữ tợn, tao nhìn thấy mày rồi. Mày không chạy được đâu. Lập tức lông tóc tôi đều dựng đứng. Tôi không có dừng bước chân, dùng sức nhảy một phát sang ban công bên cạnh. Tôi mau chóng quan sát, những nơi tôi có thể trốn có gầm giường, trong tủ và dưới ghế sofa. Nơi tôi có thể nghĩ đến, hung thủ chắc chắn có thể nghĩ ra, còn có thể trốn ở đâu chứ? Rất nhanh, tiếng đập cửa phòng ngủ nhà tôi đã dừng lại. Tôi biết, cửa phòng ngủ đã bị đập vỡ hoàn toàn rồi. Đột nhiên tôi bỗng nhiên nghĩ ra, nhìn thấy một nơi ẩn náu rất tốt. Thật tốt quá, nơi này vừa đủ để tôi có thể trốn vào. Tôi nín thở, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Rất nhanh tiếng bước chân dừng lại bên cạnh tôi. Đáng ghét, nó chạy đâu rồi? Mau ra đây ngay cho tao. Nếu không đợi đến khi tao tìm ra mày, sẽ chặt mày ra cho chó ăn. Giọng nói hung tợn của kẻ sát nhân vang lên. May mà tôi không bị dọa sợ chạy ra ngoài. May mà tôi không trốn dưới ghế sofa, mà là trốn bên trong máy giặt ở ban công. Ngay khi tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói quen thuộc vang lên. Nếu như không tìm thấy cô ta, vậy thì tôi sẽ thảm rồi. Là giọng của người hàng xóm đối diện. Hắn thực sự là đồng bọn với kẻ sát nhân. Nhưng tôi sống chết cũng không hiểu tại sao hắn lại muốn hại tôi. Hắn là nhà từ thiện có tiếng chỗ chúng tôi, có thể nói là thần tượng của tôi. Hơn nữa bình thường chúng tôi cũng luôn giúp đỡ lẫn nhau, dần dần chúng tôi còn trở thành bạn bè, cũng không có thù hận sâu sắc gì. Vậy sao hắn lại muốn giết tôi chứ? Giọng nói hàng xóm lại vang lên. Bắt buộc phải tìm thấy nó.
Nó biết chuyện đó. Nếu như bị nó truyền ra ngoài, tôi chết chắc rồi. Kẻ sát nhân đó khẽ gầm lên. Bây giờ không tìm được người nói cái gì cũng vô dụng. Mày xuống dưới canh cửa chính. Tao sẽ đi tìm từng tầng một. Người hàng xóm sau đó mở cửa. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Những lúc này tôi nhận thấy tiếng bước chân dường như không chỉ có hai người. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng động lạ, giống như một quả bóng bay từ từ xì hơi sau khi bị đâm thủng. Ngay sau đó tiếng nói của hàng xóm và kẻ sát nhân lại vang lên. Con chó này nghe trộm xong còn muốn bỏ chạy. Có người trốn ở ngoài cửa nghe trộm, bị bọn chúng rớt rồi. Tôi căng thẳng đến mức không thở được. Tòa nhà này ngoại trừ tôi, hàng xóm và kẻ sát nhân, lại còn có người khác nữa. Người này xử lý thế nào? Vứt tạm ở đây đi, lát nữa hẵng dọn dẹp. Sau đó tiếng đóng cửa vang lên, chúng cùng nhau ra khỏi cửa. Tôi vô cùng vui mừng. Đối với tôi mà nói, đây là một cơ hội. Tôi dự định lập tức rời đi. Có lẽ là ngồi xổm lâu quá, hoặc có lẽ vừa rồi tôi bị kích động quá lớn. Tôi không có đủ sức để đứng lên. Thế là tôi tiếp tục ngồi xổm, để bản thân từ từ khôi phục sức lực. Xem ra là thật sự không có ở nhà. Tôi kinh hoàng tột độ. Kẻ sát nhân hóa ra chưa đi. Vừa rồi đóng cửa cũng chỉ là đang kiểm tra tôi. Nếu vừa rồi tôi không nhịn được đi ra ngoài, vậy bây giờ tôi chắc chắn là bị rớt rồi. Rốt cuộc là vì sao? Tại sao lại nhất quyết không buông tha tôi, cứ phải rớt tôi bằng được? Tôi vừa tốt nghiệp, chưa từng có thù hận với ai. Rốt cuộc tôi đã đắc tội với hai con quỷ này ở đâu? Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại. Nhưng tôi không kiềm chế được cơn giận trong lòng. Trong phòng không còn tiếng động nữa. Tôi ra khỏi chiếc máy giặt, giờ trên ban công thổi vào mặt tôi, khiến tôi nhận ra kẻ chủ mưu của mọi việc này chính là hàng xóm của tôi. Và lý do hắn muốn rớt tôi là bởi vì tuần trước, khi chúng tôi nói chuyện phía ở nhà hắn, hắn vô thức nói ra bí mật đó. Bí mật đó của thật đủ để hắn đi chết. Trong phòng khách, ánh trăng trắng sáng rọi lên thi thể bên cạnh ghế sofa. Tôi biết anh ta là hàng xóm bên dưới nhà tôi, từ Phong Niên. Cũng là sinh viên giống như tôi, nhưng mà lại chết không rõ ràng như vậy. Trong lòng tôi không còn sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh tức giận. Tôi không ngần ngại, trốn vào dưới ghế sofa bên cạnh thi thể. Bọn chúng không tìm thấy tôi, chắc chắn sẽ quay lại nhà tôi, tìm kiếm cẩn thận căn phòng này. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Dưới ghế sofa đã bị lục soát một lần rồi, xác suất cao hẳn là sẽ không tìm kiếm nữa. Tôi liên tục chuyển đổi chế độ máy bay của điện thoại, cầu nguyện có thể nhận được tín hiệu. Có lẽ là mạng tôi chưa đến lúc chết. Không lâu sau, điện thoại thực sự có một chút tín hiệu yếu ớt. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn báo cảnh sát đã được soạn xong. Chú cảnh sát trả lời rất nhanh, bảo tôi trốn đi đã, đừng đối đầu với bọn sát nhân. Đồn cảnh sát gần nhất cách chỗ tôi khoảng 15 phút. Trong lòng tôi dần dần dâng lên hy vọng, chỉ cần sống sót 15 phút thôi, tôi sẽ được cứu. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động từ phía trước. Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại, để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Là cái xác trên mặt đất kia. Hóa ra hắn chưa chết. Tôi thầm vui mừng trong lòng. Bây giờ tôi không phải chiến đấu một mình. Từ những bài học lần trước, tôi không ra ngoài ngay lập tức, mà lại thấp giọng nói, đừng lên tiếng. Kẻ giết người vẫn còn trong tòa nhà này. Rõ ràng cái xác này bị tôi dọa cho sợ. Giọng nói run rẩy hỏi tôi, cô là người hay là ma? Cậu nghe tôi nói, kẻ sát nhân nghĩ rằng cậu đã chết, chắc chắn không có phòng thủ với cậu. Vừa rồi tôi đã báo cảnh sát rồi. Tối nay, nếu chúng ta muốn sống sót, chúng ta phải hợp tác. Từ Phong Niên im lặng một lúc rồi hỏi, tôi hợp tác thế nào? Tôi hít một hơi thật sâu, nói ra kế hoạch của mình. Hung thủ lát nữa kiểm tra xong, chắc chắn sẽ quay lại để xử lý xác của cậu. Tôi có thể trốn, nhưng nếu cậu trốn chắc chắn sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ. Như này, tôi sẽ đi tìm một số dụng cụ cho cậu. Đến lúc đó cậu nhân lúc chúng không chú ý, hãy tấn công bọn chúng. Từ Phong Niên nghi ngờ nói, bọn chúng lại là hai người. Mình tôi chắc chắn không phải là đối thủ của bọn chúng. Cho dù chúng ta cùng nhau, cũng không chắc chắn có thể chế ngự được bọn chúng. Nghe xong tôi rơi vào trầm tư. Từ Phong Niên thấy tôi không nói chuyện, liền đổi chủ đề hỏi. Tôi ở ngoài cửa nghe thấy tên Từ Thiện kia nói, cô biết chuyện kia của hắn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sau khi tôi suy nghĩ một chút, khẽ giọng nói, hắn đã giết người 10 năm trước, lại còn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Làm sao mà hắn trốn thoát được? Hắn ta bị tâm thần phân liệt rất nặng, nói thẳng ra là bệnh thần kinh. Trong lời nói của Từ Phong Niên vẻ bất đắc dĩ, chẳng trách phải làm từ thiện. Đây là để che đậy hành động xấu xa của mình. Hủy hoại một gia đình hạnh phúc, không? Hắn đã hủy hoại, không chỉ một gia đình. Tôi nói hết tất cả những gì tôi nghe được đêm đó cho Từ Phong Niên biết. Người của cả một cái thôn đều chết hết. Không chỉ như vậy,
Hắn vốn không có bị bệnh tâm thần. Giấy chứng nhận bệnh viện của hắn là hắn bỏ ra rất nhiều tiền để tạo quan hệ mua được. Tôi và Từ Phong Niên không nói chuyện nữa, bởi vì chúng tôi nhận ra người mà chúng tôi đối mặt không chỉ độc ác tàn nhẫn, suy nghĩ cẩn trọng, còn là quyền thế đầy trời. Cho dù tối nay chúng tôi chết ở đây, hắn cũng sẽ không vì vậy mà bị bắt. Hắn cũng sẽ giống như lần trước, trốn thoát một cách dễ dàng, sau đó chi thêm chút tiền để làm từ thiện, kiếm được nhiều danh tiếng hơn cho bản thân. Có lẽ số lượng oan hồn chết dưới tay hắn sẽ còn tiếp tục gia tăng. Tôi cắn răng nói với Từ Phong Niên, không được. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể chết. Không chỉ không thể chết, còn phải tìm được bằng chứng hắn ta làm giả bệnh tình. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.